Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh Giang Nhà Phố.com cũng như kênh fanpage và YouTube là Giang Nhà Phố bán nhà Thủ Dầu Một Bình Dương. Quý khách hàng quan tâm đến nhà phố tại Thủ Dầu Một Bình Dương hoặc là đang tham khảo tìm một mẫu nhà để xây dựng cho mình thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để được xem những video nhà bán mới nhất. Ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý khách hàng một nhà phố tại đường DS043 Phú Mỹ. Nhà mình cách đường Mỹ Phước Tân Nhạn khoảng 80m. Vị trí này rất là thuận tiện, chúng ta có thể đi làm ở thành phố mới, ở khu vực Định Hòa, Bến Cát, rất là thuận tiện. Ở đây là khu vực trước, là mặt tiền của nhà. Nhà diện tích là ngang 4, dài 24, được xây kiên cố là một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 4 vệ sinh, có 2 phòng ngủ có nhà vệ sinh trong. Sân trước để được ô tô. Đường trước nhà là đường nhựa 7m thông từ đường Mỹ Phước Tân Dạn ra đường DS 44, 42 và ra đường Phạm Ngọc Thạch, rất là thuận tiện. Phía trước nhà là khoảng sân 7m. 7m chúng ta có thể để được một chiếc bán tải và khoảng chừng 5 đến 6 chiếc xe máy, rất là thoải mái ha. Khu vực cửa chính nhà. Cửa chính nhà thì cũng vẫn là cửa nhôm kính sinh pha, rất là kiên cố, cách âm, cách nhiệt. Tầng trệt thì chúng ta thiết kế là một phòng khách, bếp, một vệ sinh và một sân sau. Có tặng cho chúng ta một cái bàn salon da nhìn rất là đẹp, toát lên cái vẻ sang trọng của ngôi nhà. Thì ngôi nhà này tông màu chủ đạo của chủ là màu trắng kem kết hợp những cái khoảng ở đây để bức tranh cho chủ. Bên đây thì sử dụng thêm những cái giấy dán tường rất là đẹp. Cầu thang thì cầu thang ngang, tay vịn gỗ, kính cương lực 10 ly. Khu vực bếp đây cũng khá là rộng. Nhà diện tích của chúng ta là ngang tới 4 và 25, nhưng mà ở tầng trệt chỉ có xây dựng là phòng khách bếp thôi, nên cũng rất là khá là rộng và thoải mái. Khu vực ở đây thì để tủ lạnh ha, ở đây thì để những cái vật liệu gì đó. Bếp thì cũng tặng cho chúng ta một tủ kệ bếp, bếp trên bếp dưới. Nhà diện tích là ngang 4 dài 24, được xây kiên cố là một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh, có 2 phòng ngủ của nhà vệ sinh trong, 2 phòng ngủ rất là rộng, sân ô tô, sân sau, cửa sau luôn. Ở đây khu vực nhà vệ sinh ở tầng trệt. Thì có tầng trệt thì cũng có bồn tắm đứng và máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời đầy đủ hết. Ở đây thì có khu vực sân sau này thì chúng ta có thể làm cũng khá là rộng. Nói chúng ta có thể là nhiều khi là nấu nướng nhiều thì chúng ta dời ra đây nấu rất là thuận tiện. Có những cái mảng trồng cây xanh. Ở đây thì chắc chúng ta về cần phải làm thêm một cái khung sắt nữa để cho nó an toàn. Ở trên lầu 1 thì có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. 2 nhà vệ sinh ở trong luôn, 2 phòng ngủ rất là rộng. Ở đây thì gia chủ có sử dụng thêm những cái giấy dán tường rất làm lên cái vẻ đẹp và sang trọng cho ngôi nhà của mình. Vị trí nhà là đường DS043 kết nối từ đường Phạm Ngọc Thạch ra đường DS 44 và đường Phạm Ngọc Thạch ra đường Mỹ Phước Tân Dạn. Đây phòng ngủ cũng khá là rộng. Phòng ngủ tính luôn toilet thì nó khoảng tầm 30m2. Cũng nói chung là nhà đây thì chỉ hoàn thiện và nhà trống thôi, không có tặng nội thất đâu như với những cái nhà khác. Thì có sẵn cái đường chờ của máy lạnh chúng ta vào lắp. Ở đây thì khu vực ban công ở đây có cây cảnh, tối ra đây rất là mát luôn. Phòng ngủ bên đây, cửa chính nhà là cửa nhôm kính sinh pha, cửa phòng ngủ là cửa gỗ. Tiếp theo phòng ngủ bên đây cũng khá là rộng. Đây này nó nhỏ hơn một tí xíu, tầm khoảng 25m2, 6m, 64, 25m.
Thì đây cũng có nhà vệ sinh trong luôn, rất là thuận tiện. Nhà thì cũng được lắp đặt sẵn máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời, bồn tắm đứng ha. Theo được tìm hiểu thì giá bán hiện tại nhà này thì chỉ có khoảng 3 tỷ mấy thôi, chưa được 4 tỷ. Nhưng mà giá nó rất là rẻ so với thị trường. Quý khách hàng quan tâm hãy liên hệ em nhanh chóng để được dẫn đi xem thực tế nhà này, hoặc là tham khảo thêm được những nhà khác để đưa ra một cái lựa chọn thật là hợp lý nhất. Rồi trên lầu 2. Lầu 2 thì nó có 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Thì cái phòng ngủ kia cũng khá là rộng, chúng ta không ngủ thì làm cái phòng thờ cũng được. Thì cái phòng thờ đó thì cũng rất là thoải mái luôn. Nhà mình đây là hướng Tây Bắc, phù hợp với mệnh khách hàng là Tây Tứ Trạch nha quý khách hàng. Cũng là cửa ngủ đây. Phòng ngủ đây cũng khá là rộng. Phòng ngủ đây là 74-28, khoảng hai mấy mét vuông, lắp sẵn máy, đường chờ của máy lạnh. Ở đây thì nó có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây thì sử dụng chung cho hai phòng này. Đây, khu vực bên đây, khu vực bên đây thì nói chung là làm phòng ngủ cũng được, hoặc là làm phòng thờ cũng được. Đây thì nó cũng có cửa sổ ra, có trồng cây kiểng. Nếu như quý khách hàng quan tâm nhà bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, hoặc là đang tham khảo những mẫu nhà để sau này mình xây dựng cho riêng mình, thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ và nhấn chuông để theo dõi để xem được những video nhà bán mới nhất tại khu vực Thủ Dầu Một, Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng rất nhiều.